Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với môn thể dục lớp 8 với một nội dung mới, đó là nội dung nhảy cao. Sau đây thầy xin mời tất cả các em bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về lịch sử hình thành của môn nhảy cao. Nhảy cao là một trong những nội dung thi đấu của bộ môn điền kinh. Đối với môn nhảy cao, các vận động viên khi thi đấu phải nhảy qua một thanh xà ở một độ cao nhất định nào đó mà không có bất cứ sự hỗ trợ hay bất kỳ dụng cụ nào. Sự ra đời của môn nhảy cao có nét tương đồng khá giống với môn nhảy sào. Nhảy cao được phát hiện vào những năm 1800. Đến năm 1866, bộ môn này mới được tổ chức thi đấu lần đầu tiên tại Anh. Và 10 năm sau đó, nhảy cao thật sự phát triển rộng rãi và trở thành một môn thể thao không thể thiếu trên thế giới. Ở Việt Nam, nhảy cao cũng được đưa vào trong giảng dạy tại các trường trung học phổ thông và đại học. Sau đây, thầy xin giới thiệu với các em một số kỹ thuật nhảy cao. Chúng ta có kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua, kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng, kỹ thuật nhảy cao kiểu úp bụng, kỹ thuật nhảy cao kiểu lưng qua xà. Thì hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn cho các em kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua. Về kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua, chúng ta bao gồm 4 giai đoạn. Chúng ta có giai đoạn chạy đà, giai đoạn dậm nhảy, giai đoạn trên không và giai đoạn tiếp đất. Đầu tiên, chúng ta phải xác định được chân dậm nhảy của mình. Chân dậm nhảy thường là trung thuận của mình. Tiếp theo, các em phải xác định được điểm dậm nhảy. Muốn xác định được điểm dậm nhảy thì các em phải làm như sau. Các em đứng ngay vị trí cột dậm nhảy, đo ra một cánh tay, sau đó đánh dấu vị trí để xác định vị trí dậm nhảy. Khi đo đà, các em lưu ý một bước đà bằng hai bước đi bình thường của các em. Nếu bạn nào dậm nhảy bằng chân trái thì đứng phía bên phải và ngược lại. Dậm nhảy bằng chân phải thì đứng phía bên trái. Góc độ chạy đà là 30 đến 40 độ. Chúng ta đến với giai đoạn chạy đà. Khi chạy đà, các em cần thực hiện động tác đo đà, xác định các bước chạy đà và ở 3 bước đà cuối cùng thì các em cần tăng tốc độ của từng bước chạy bằng cách đạp về phía sau kết hợp với nâng thân, sau đó tiếp tục duy trì tốc độ này cho đến khi thực hiện động tác dậm nhảy. Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với môn thể dục lớp 8 với một nội dung mới, đó là nội dung nhảy cao. Sau đây thầy xin mời tất cả các em bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Chuyển sang hai giai đoạn cuối cùng, đó là giai đoạn trên không và giai đoạn tiếp đất. Giai đoạn trên không, khi chân lăn đang ở trên xà, thì các em phải thực hiện nhanh chóng hạ chân lăn xuống phía bên kia xà, thân trên ngã về phía trước, tạo điều kiện cho chân dậm nhảy nâng lên qua xà. Giai đoạn tiếp đất, sau khi cơ thể nâng qua xà, thì chân lăn sẽ tiếp đất trước bằng nửa bàn chân hoặc là bằng nguyên bàn chân. Tiếp đến là chân dậm nhảy. Lúc này, chùng gối của hai chân xuống để giảm chấn động, còn phần tay sẽ giữ thăng bằng cho các em. Đây là toàn bộ quá trình thực hiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua. Các em chú ý quan sát thực hiện động tác. Đầu tiên là chạy đà, thứ hai là dậm nhảy, thứ ba là trên không, thứ tư là tiếp đất. Đến đây thì bài học của chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã chú ý lắng nghe. Thầy xin chào tất cả các em.